Hello, xin chào mọi người, mình là Vũ Phạm Thảo Ly. Cái này vài tháng Ly có tham gia một cái thử thách tạo ra kịch bản triệu view của Lê Chí Linh. Và khi mà Ly từng tham gia thử thách này xong, từ một người vừa mới khởi nghiệp như Ly, doanh số trung bình một tháng của Ly chỉ tầm hơn 100 triệu thôi. Nhưng hiện tại Ly có thể tạo ra doanh số gấp 2, gấp 3 lần như thế mà với ít công sức hơn và có thêm nhiều thời gian để dành cho bản thân cũng như là những người thân trong gia đình của mình. Trước khi mà gặp anh Linh thì Ly là một người rất là rụt rè, ít nói, tự ti và đặc biệt là không có một cái năng khiếu gì trong cái lĩnh vực mới này cả. Thì là Ly rất là hay sợ, sợ máy quay, sợ ống kính, sợ không diễn xuất được, sợ không được ủng hộ, sợ không được yêu thích, sợ rất là nhiều. Nhưng mà được anh Linh cũng như là ekip của anh Linh hỗ trợ thì bản thân mình tự tin hơn. Anh Linh khuyên là mình cứ là chính mình, không cần phải diễn quá nhiều, bởi vì khi diễn thì nó sẽ mang được cái độ không chân thực đến cho khán giả. Và Ly quyết định xây cho mình một cái kênh TikTok riêng đi từ con số 0. Và từ khi mình xây dựng cho mình một kênh TikTok thì mình đã đạt được cho mình những con số cực kỳ ấn tượng. 100.000 follower trong vòng 24 giờ, 700.000 follower trong vòng 1 tháng và 90% clip của Ly đạt triệu view nha mọi người. Nếu như các bạn đang phân vân là mình có nên tham gia cái thử thách kịch bản triệu view này của Linh hay không thì câu trả lời của Ly luôn luôn là có nhé. Và Ly chỉ mong muốn là mình có thể được lên sớm hơn để đỡ mất thời gian, đỡ mất công sức, đỡ phải gặp những cái khó khăn trong cái quá trình mình khởi nghiệp của anh Ly, được mọi người biết đến nhiều hơn và có cho mình thêm những mối quan hệ cực kỳ chất lượng trong cuộc sống. Và hy vọng những ai đã và đang tham gia các khóa học thử thách kịch bản triệu view của anh Linh sắp tới sẽ có cho mình được những cái kênh TikTok thật là chất lượng, cũng như là những cái video clip đạt triệu view nhé. Bởi vì Ly chính là kết quả của kết quả luôn, từ một người đi từ con số 0, không có kinh nghiệm kỹ năng gì cả. Nhưng Ly làm được thì Ly tin tất cả mọi người sẽ làm được. Và khi mà mình đã có cho mình một cái thương hiệu cá nhân rồi thì Ly mong tất cả mọi người sẽ phát triển công việc kinh doanh của mình thật là tốt nhé.